Em Hoàng Dương xin chào cô chú anh chị em và các bạn nhé. Ở đây em đang có cái món mà sử dụng để phòng trị cái bệnh như là bị héo xanh và thối nhũn gốc trên cây cà chua. Với một gói 100g này thì các anh chị sẽ pha được khoảng từ 100 cho đến 120 lít nước. Để trị những cái bệnh như là héo xanh và thối nhũn thì các anh chị nên sử dụng cái loại này mà mình phun tưới trực tiếp vào cái phần gốc nhé. Ở đây em đang có cái đơn hàng của anh Hân ở An Giang mang về để sử dụng cho cây cà chua phòng và trị những cái bệnh như là bị héo xanh. Hiện tại thì trong vườn của anh đang xuất hiện, mới chớm xuất hiện những cái bệnh héo xanh đấy rồi. Trong trường hợp mà cái nấm bệnh héo xanh đấy nó đã đang tấn công cái vườn của mình thì các anh chị nên hòa cái gói này với liều lượng khoảng tầm, với lượng nước khoảng tầm 80 cho đến 100 lít nước thôi. Và mình sẽ đem tưới trực tiếp vào cái gốc cây của nó nhé, cái gốc cây cà chua ấy nhé. Tưới trực tiếp vào gốc cây cà chua và tưới bao trùm hết cái bộ rễ của cây. Và khi sử dụng thì các anh chị nên tưới luôn cả những cái cây mà nó đã bị nhiễm bệnh và chết rồi, mình cũng nên tưới vào cái gốc cây đấy luôn. Để nhằm mục đích là ngăn chặn và hạn chế những cái con nấm khuẩn héo xanh đấy nó sinh trưởng phát triển và lây lan thêm ra nhé. Thì khi sử dụng thì các anh chị sẽ hòa cái gói này cho khoảng tầm 80 đến 100 lít nước và mình tưới vào gốc là một, với liều lượng khoảng từ 1 lít nước thuốc này thì mình sẽ tưới cho từ khoảng tầm 2, 3, 5, 7 cây tùy theo cái độ lớn nhỏ khác nhau của cái cây đấy nhé. Và nên sử dụng nhắc lại sau khoảng tầm 5 đến 7 ngày trong trường hợp mà cái vườn của mình nó đã bị nấm bệnh tấn công. Sau khi sử dụng cái loại này ở dưới gốc được khoảng từ 3 đến 5 ngày thì bên trên các anh chị cũng nên phun thêm những cái loại thuốc dinh dưỡng như những cái phân bón lá vào để giúp cho cây là tăng sức đề kháng để chống lại với những cái nấm bệnh thối nhũn héo xanh đấy nhá. Cảm ơn cô chú anh chị em đã xem video và hẹn gặp lại cô chú anh chị em ở video sau. Và nếu như cô chú anh chị em nhà mình có nhu cầu sử dụng cái thuốc mà đặc trị cái héo xanh thối nhũn này thì cũng có thể là liên lạc với em qua hai số điện thoại trên màn hình đấy nhé. Cái dòng số bên trên của em là có Zalo. Và cô chú anh chị em nhớ đăng ký kênh em để tiếp tục theo dõi những video mới về nhiều loại cây trồng khác nữa nhé.